giờ tiền tao cắt đấy xin cho là gì mua quần cao sở Facebook thế là thế bao họ vấn đề là giờ chúng bán chiếc từ lúc còn vấn đề thầu cũng cho là ok kiểu gì đấy anh kiểu gì đấy chưa kịp loa Tết Mông xuống phố sông chuyên tràn trồng là một sự kiện được tổ chức vào đầu tháng 1 hàng năm. Sự kiện được tổ chức nhằm giữ gìn, phát huy và quảng bá văn hóa của dân tộc Mông đến với các cộng đồng dân tộc khác. Tết Mông xuống phố sông trên đàn rồng còn được tổ chức nhằm mang lại một không khí ấm áp cho các bạn sinh viên đi học xa nhà và những người là dân tộc Mông đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Trong sự kiện thì trên sân khấu có diễn ra cuộc thi văn nghệ giữa các tỉnh và cuộc thi năm thanh nữ tú. Dưới sân khấu là các trò chơi như ném pao, đánh yến, đi cà kheo, đánh cù. Ngoài ra còn có các gian hàng trưng bày về nhạc cụ của dân tộc Mông, trang phục của dân tộc Mông và đặc sản đặc trưng của người Mông. Tết Mông xuống phố có fanpage là Tết Mông xuống phố Sông Chiên Rạn Trồng và có kênh YouTube riêng là Sông Chiên Rạn Trồng.